Rồi, chào mừng tất cả anh em trở lại kênh với YouTube của mình nhá. Hôm nay mình giới thiệu anh em cái giò bẫy gà rừng 2023-2024 này. Bên mình nhá, bên mình đang chuẩn bị vô mùa cho anh em đây. Đó. Thì toàn bộ sản phẩm bên mình là gồm có giò này, giò chân thép, đó, giò đón, giò đá, giá cả như nhau. Đó. Thì túi gà mồi, xích. Đó. Thì mình đi sát vô sản phẩm cho anh em cùng xem nhé. Thì đây là mẫu giò đá này, khoen đúc inox cho anh em, bao bao giật luôn nha anh em, khoen này thì không bao giờ méo được nha anh em, dù siêu bền, màu cỏ khô, dây liên kết chân, dây này dây bẹt nhé. Đó. Nói chung là màu tàng hình cho anh em hết rồi, về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đó, bộ này bộ 20 chân. Hàng này thì anh em cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Kiểm tra thoải mái, chất lượng thì anh em nhận. Đấy, không chất lượng thì anh em có thể bỏ qua, hoàn về. Đó. Thì đây là mẫu giò đón này. Thì mỗi một lần mình làm xong mình sẽ lên một cái clip mới cho anh em xem nhé. Để đảm bảo độ tương tác nhé. Đó. Còn giò thì giò đảm bảo chất lượng cho anh em rồi. Anh em về cứ anh em đánh và kiểm nghiệm. Đó, đây là mẫu giò là giá rẻ nhất rồi. Đó, rẻ nhất trong cái mẫu giò. Còn giò mà mắc hơn là do chất liệu nhá, chất liệu chân của nó. Chân nó làm bằng chân đồng thì nó sẽ mắc hơn, tại vì chất liệu giữa đồng và thép thì nó khác nhau, cho nên nó phải giá cả nó phải khác nhau rồi. Còn vật tư để làm ra bộ giò thì nó hoàn toàn như nhau nhé. Đều hàng dù siêu bền, cáp inox không kỳ. À, thì anh em mua giò thì báo mình nhé, mua số lượng từ 5 đến 10 bộ, mình sẽ để giá lẻ cũng bằng giá sỉ cho anh em luôn. Đó. Còn kia là túi gà mồi, xích. Đó. Thì anh em cần thì alo mình nhé, số điện thoại mình để trên video clip nhé anh em. Rồi chào tất cả anh em nhé.